Sáng ngày 23 tháng 11 năm 2015, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Minh Hòa, Phó hiệu trưởng nhà trường đã có buổi làm việc với đoàn đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình khảo sát sơ bộ trong khoảng thời gian một ngày. Thành phần tham gia của đoàn đánh giá gồm có Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hội Nghĩa, trưởng đoàn, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Hạnh Nga, thư ký và Thạc sĩ Đinh Tuấn Dũng, thành viên. Trong đợt khảo sát sơ bộ lần này, đoàn đánh giá sẽ nghiên cứu hồ sơ minh chứng của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đó, đoàn đánh giá năng lực sẽ họp với đại diện ban giám hiệu và trung tâm đảm bảo chất lượng đào tạo để thống nhất chương trình khảo sát chính thức trong thời gian sắp tới.